Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với Postcard và đây là phần số 3. Chúng ta có một khách mời đó là Khánh. Giới thiệu qua một chút nhỉ. Xin chào mọi người của kênh anh kia. Mình là Khánh, hay còn được biết đến là Khánh Sartorial, hay còn biết đến là một cái nhân vật trong giới đầu tư, hay còn biết đến là một người bác sĩ thời trang. Nói chung mình xuất hiện khá là đa dạng ở trên nền tảng chính là TikTok. Và mình thì cũng có Facebook và Instagram cũng tên là Khánh Quốc Lê luôn. Đấy, các bạn có thể tìm mình ở đó. Ok, thì em có định làm mảng YouTube nữa không? Để giới thiệu luôn. YouTube thì sắp tới bọn em có một vài ý tưởng ý. Nhưng mà cái role chính của em là về thời trang. Nhưng mà nếu mà em làm YouTube, em sẽ làm về mặt khác. Đấy, nhiều nghề á. Bây giờ để chúng ta vào cái nội dung trong ngày hôm nay, thì để các bạn hiểu hơn thì mình có một vài câu hỏi nhanh cho Khánh nhá. Ok. Đầu tiên đó là đường đường buổi sáng dậy thì em sẽ có thói quen gì? Thực ra nếu mà để nói cái thói quen này, thói quen đầu tiên của em khi bắt đầu một ngày mới với các bạn trẻ thì sẽ không gọi là truyền cảm hứng cho lắm. Nhưng mà thôi, em vẫn phải thành thật vì đây là podcast mà mình rất là thành thật với nhau. Buổi sáng thức dậy thì thường là em mở mắt ra khoảng, em không dậy ngay đâu, em sẽ mở mắt ra, em nhìn cuộc đời, em nhìn trần nhà em khoảng 3 phút. Em sẽ hỏi là ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào. Vì em là một người làm việc khá là theo cái quy tắc ấy. Đấy, tức là hàng ngày em sẽ có một cái schedule rất là rõ ràng như từng ngày. Sau đó thì cái việc thứ hai mới là việc chính đấy này. Đó là em sẽ cầm điện thoại và em sẽ check social media. Tại vì thực tế công việc của em trên social media khá là nhiều. Và đó thì các bạn trẻ đừng nên học theo mình, nhưng mà mình nghĩ đó là cần thiết cho cuộc sống của mình thôi. Ok, vì đây là cái câu hỏi kêu nhanh, chúng ta để hiểu nhau hơn thì công việc đầu tiên của em dạy đó là check. Ok. Xem là mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay, đúng không? Vâng. Ok, đến câu hỏi số 2 cũng liên quan đến một chút về buổi sáng, đó là nếu như có thời gian ăn sáng một cách thoải mái thì em sẽ lựa chọn đồ nước hay là đồ khô? Thường thì thói quen của em ngày xưa đi học ấy, từ cấp 3 lên đến đại học thì em sẽ ăn đồ khô cho mình nhanh. Nhưng mà bây giờ thì kiểu mình cũng bắt đầu có tuổi ấy, anh em 30 rồi. Thì em sẽ chọn đồ nước nhiều hơn để bắt đầu một ngày mới. Ok, câu hỏi tiếp theo đó là lối ăn mặc của em thích kiểu hiện đại hay cổ điển? Câu này thì chắc là cũng rất là hay và có thể nhiều người đã biết đến em là Khánh Sartorial là một phong cách rất là cổ điển liên quan đến Âu phục. Mà hiện tại thì em nghĩ là mình sẽ không bó hẹp lại mình ở cái ngách cổ điển này nữa. Mà muốn lan rộng ra hơn, nhiều hơn thời trang và sắp tới có thể sẽ là hiện đại. Bây giờ có câu hỏi về tiếp theo đó là về cái vấn đề là em làm việc thì theo kế hoạch hay là cảm xúc? Tại vì anh em là những người làm content nhá. Dạ. Thì sẽ làm theo kiểu kế hoạch hay là theo kiểu cảm xúc? Cái câu đầu tiên của em lúc nãy vào ấy, thì có khi đã trả lời được cái câu hỏi này rồi, là em làm việc rất theo kế hoạch chứ không phải theo kế hoạch. Nhưng mà thường khi sáng tạo của em lại chiếm tính cảm xúc rất là nhiều. Có nghĩa là làm việc thì sẽ làm theo kế hoạch. Đúng rồi. Đúng không? Hiện tại thì là một người làm content làm theo cái mạng ý tưởng như vậy, thì cái TikTok của em thì sẽ làm theo kiểu chạy theo xu hướng hay là làm theo một cái nội dung cố định? Cái live TikTok chính của em nó làm xuyên suốt từ mùng 8 tháng 4 của năm ngoái cho đến bây giờ, đó là thiên về education, tức là về đưa chia sẻ kiến thức cho các bạn ở trên nền tảng trẻ đó. Thì em nghĩ là em sẽ không theo xu hướng, mà cái content của em nó sẽ gọi là evergreen content, tức là có tính bền vững rất là cao. Ok, thì đấy là một cái vài cái câu hỏi. Thì anh nghĩ rằng là chắc là để chúng ta hiểu nhau hơn một xíu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào những cái câu hỏi sâu một tí nhá. Để cũng dựa trên những cái câu hỏi mà vừa rồi anh đưa ra thôi. Đầu tiên bữa ăn sáng của em thì em bảo là em thích ăn đồ khô. Thì đó là cái thói quen hay là do những cái yếu tố gì tạo nên? Để em xem câu này nào. Nếu mà bảo em ăn đồ khô ấy, ngày xưa đúng là kiểu theo thói quen ấy. Vì sáng bố mẹ giục đi học rất là nhanh, ăn đi ăn đi ăn đi. Thì lúc đó em phải cầm tạm một miếng xôi và miếng bánh mì để em ăn. Đấy, thì thực ra là cái trong môi trường của mình đã tạo cho mình cái thói quen như thế rồi ấy. Đấy, thì bây giờ có một câu hỏi nha, nó chuyển sang cái phần nội dung của em làm. Dạ. Đó là như em chia sẻ đó là em làm mảng sartorial đúng không? Dạ. Mảng Âu phục và theo cái hướng hơi cổ điển. Dạ. Thì nó sẽ có liên quan là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái món ăn buổi sáng ấy, thì thường là theo một cái thói quen rất là dài, và đa số người Việt theo anh, như anh tìm hiểu, thì đều là ăn lựa chọn ăn đồ khô để nhanh. Thì cái việc mà để chuyển đổi từ một người Việt Nam chúng ta ấy, thì không có thói quen là ăn Âu phục nhiều. Thế là cái phần đông, còn cái mảng mà em theo đuổi nó khá là nhỏ đúng không? Được, vâng. Đấy, thì em có gặp cái khó khăn gì trong cái việc mà thay đổi cái thói quen đấy không? Nếu mà để thói quen thì có cần kể luôn cái quá trình hình thành? Kể quá trình ấy. Thì ngày xưa thì cái việc định hình phong cách của em nó chưa rõ ràng nữa. Em là, nếu mà nói thì bây giờ có thể các bạn cũng không biết, nhưng mà em là một trong những người đầu tiên của Việt Nam
chơi về beatbox ngày xưa từ hồi em lớp 7, lớp 8, tức là cách đây mười mấy 20 năm rồi. Đấy thì một thế hệ như thế thì đương nhiên beatbox là một bộ môn trong nghệ thuật hip hop. Và từ đó thì em cũng mặc hip hop. Nhưng xong đến qua quá trình cấp 2, cấp 3, lên đầu đại học thì mình cũng muốn có một hình tượng nó khác biệt với các bạn ấy. Vì ngày xưa tâm lý của em là thực ra em luôn tìm cho mình một cái phong cách để mình khác biệt về đám đông. Hồi đấy thì hip hop khác với các bạn ở trong những cái môi trường nó gọi là sư phạm một chút. Còn về lên đại học thì các bạn lại ăn mặc kiểu street style quá nhiều, thì em lại chọn một phong cách trưởng thành hơn. Thì hồi đấy cũng chưa biết về khái niệm sartorial đâu. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì bắt đầu mới ngấm cái máu sartorial vào người mình. Và từ đó tìm hiểu kiến thức này rồi bắt đầu trở thành một lối sống của mình. Thế như vậy nhá, bây giờ có một cái câu hỏi nhà anh nghĩ ra. Đó là em thay đổi vì em không muốn gọi giống mọi người. Dạ vâng. Thì liệu khi mà cái phong cách sartorial này mọi người biết tới nhiều hơn được, thì em có tìm đến một cái phong cách khác không? Lúc này em đã bật mí với mọi người từ câu trả lời lúc trước ấy. Hiện tại thì em có một chút thay đổi phong cách. Tức là em sẽ cởi mở hơn với những phong cách khác và từ đó áp dụng vào bản thân. Thì em nghĩ vẫn với tâm thế như thế thôi. Tức là em luôn muốn nổi bật trước đám đông. Khi mọi người xung quanh mình toàn sartorial thì em sẽ là một phong cách khác. Thì có nghĩa là sẽ đi theo xu hướng, đi đầu. Dạ. Chứ không kiểu là sẽ đi bền mãi một lĩnh vực. Đúng rồi. Không? Cái khó khăn của em khi mà em làm nội dung này, dạ, để truyền tải đến mọi người, nó có nhiều không và nó là những cái khó khăn gì? Thực ra nếu mà nói khó khăn thì rất rất nhiều. Tại vì em là người đầu tiên truyền tải những nội dung về sartorial lên nền tảng TikTok ở Việt Nam. Và cũng rất là đáng mừng khi sau đó thì em cũng thấy một vài kênh, tức là các bạn cũng đi theo cái like chia sẻ này của mình. Mà em không coi các bạn là đối thủ, mà coi là những bạn cùng mở rộng cộng đồng của mình. Nhưng mà để trả lời trực tiếp cho câu hỏi thì khó khăn là gì? Khó khăn là từ hồi em bắt đầu em tìm hiểu về kiến thức ấy, là khoảng vài năm trước, thì Việt Nam cũng chưa có một ai tìm hiểu cả. Và nếu mà nguồn thông tin tìm hiểu của em là chỉ là ở nước ngoài, thì cũng rất là may mắn khi mà Âu Phục là xuất phát từ nước ngoài, nên là tìm hiểu về những nguồn kiến thức đấy là rất là đúng. Và từ đó thì ngày xưa thậm chí là học inbox cũng vậy thôi. Hồi đấy thì cũng chả ai dạy, toàn lên những trang nước ngoài để tự học, tự mày mò với nhau. Tự học thì bây giờ thì khá là kiểu nổi rồi. Dạ. Nó là kiểu được cả xã hội công nhận. Dạ vâng. Bây giờ xem kẽ em tí, đó là anh có một vài cái mùi hương mà ở đây là những anh em cũng theo cái phong cách sartorial mà chơi nước hoa cùng anh. Dạ. Tại vì anh nghĩ rằng là cái mùi hương ở trong nước hoa ấy, nó cũng có những cái phong cách rất là riêng. Dạ. Và anh đã lựa chọn ở đây những cái mùi hương nhất là mang tính chất cổ điển, cái thứ hai là nó sẽ đặc biệt hơn những cái mùi mà đại trà ở trên thị trường. Dạ vâng. Để anh muốn em cảm nhận thử xem. Dạ. Xem mà liệu nó có ổn cái phong cách mà em đang theo đuổi hay không. Cái này khá là hay. Nếu mà để bảo cảm nhận của em về cái mùi này nhá, thì nó sẽ có một chút gọi là nồng đậm ở trong đó. Đậm. Đó. Tức là nó theo em nó khá là nam tính ấy. Và nó cũng rất là cổ điển. Đấy. Nếu mà em ngửi thì em có thể tưởng tượng mình đang ở nhắm mắt mà ngửi nhá, thì có thể cảm giác là mình đang ở trong một cái lounge để mình nghe một bản nhạc jazz và mình uống một ly rượu buổi tối. Đó thì cũng rất là hợp mùi này. Con này thì nó có một luôn là da thuộc. Dạ. Thì anh cho em ngửi con này đầu tiên là vì có một cái lý do, đó chính là anh xem TikTok của em. Dạ. Thì có thời gian đầu em làm về quần, về là một cái outfit là cái áo da khá là nhiều, đúng không? Dạ vâng. Đến gần đây mới bắt đầu thay đổi, mà anh cũng đọc rất là nhiều những cái bình luận các bạn bảo là ô không mặc áo da nữa à. Dạ. Thì đây là một con có mùi hương da thuộc kiểu như vậy đó, và nó cũng khá là cổ điển. Con này thì của một anh em cũng chơi kiểu sartorial cũng rất thích mặc những cái áo da đi kèm. Dạ vâng. Muốn đó, thế là anh mới cho cái hỏi xem là cảm nhận của em như nào. Con này thì da nó khá là mềm mại và dễ chịu thôi. Dạ vâng. Thì quay trở lại cái nội dung là cái phong cách của em theo đuổi, thì cái đến hiện tại theo như bây giờ là em có 3 kênh. Dạ. Làm khá là nhiều mảng khác nhau, mà chung quy thì vẫn là về thời trang. Thì dạ, anh thấy có một cái kênh khoảng tầm Khánh Studio tầm hơn 100.000 follow trên TikTok, đúng không? Dạ vâng. Đó, thì đến hiện tại thì em đã được gọi là được những cái lời mời nào để có thể quảng bá những cái thương hiệu? Mà em đánh giá sao về những cái thương hiệu ở Việt Nam bây giờ, cái sự phát triển này? Thực ra thì câu này đối với nhiều bạn TikToker sẽ khá là nhạy cảm. Với em thì là một người em gọi là rất là fair mọi người. Thực tế là không phải đến một mốc 100.000 này thì mới có những lời mời, mà ngay từ khi kênh em khoảng 20-30.000 là đã có một số nhóm và một số đại diện của những thương hiệu để ý đến mình.
và đã đưa ra những lời mời. Vì vì sao em làm TikTok? Vì trước đó base của em là admin của Satoru Guys, là một cộng đồng mà gần như gọi là đi đầu trong thời điểm này. Hoạt động được hơn 2 năm rồi anh ạ. Hoạt động 2 năm. Và bây giờ có khoảng gần 80.000 thành viên. Đó. Thì từ đó em mới làm TikTok. Nhưng mà cái vấn đề về nhận gọi là booking hoặc là review cho sản phẩm với em rất là hạn chế. Vì thứ nhất là em vẫn là một người đứng đầu một cộng đồng và muốn chia sẻ một cái góc nhìn nó công bằng cho cộng đồng hơn. Thì từ đó cái việc lựa chọn một thương hiệu với mình làm thế nào để đánh giá công bằng nhất với em rất là khó. Nên em đã tạm thời em gọi là từ chối trong thời gian đó để có một cái bước sau nó có thể gọi là cẩn thận hơn khi mà chuẩn bị được nội dung để đến các thương hiệu. Tương lai thì cũng sẽ là có. Dạ. Tại vì anh nghĩ rằng là cái việc kết hợp giữa những người có tầm ảnh hưởng, dạ, và đến các thương hiệu nó là một cái rất là tốt. Dạ vâng. Để mình là một người như kiểu cái cầu nối, dạ, để đến với những cái người và mọi người, các hãng cũng sẽ có thể gọi là phát triển hơn. Dạ vâng. Khi mà tất cả người tiêu dùng và đến các hãng người ta có cái sự kiến thức và có sự phát triển thì càng ngày càng nâng cao cái chất lượng. Dạ. Và là một người mình truyền tải như vậy. Thì ở đây anh có một cái câu hỏi hôm trước anh cũng nói chuyện với em, đó là em bảo là em hay làm việc buổi đêm. Dạ vâng. Có cái lý do gì mà chọn mà làm việc buổi đêm không? Vậy như nào nhỉ, để kể về một cái, thực ra kể một cái routine, tức là một cái thói quen sinh hoạt của em hàng ngày thì nó lại là một cái không truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đâu. Nhưng vẫn phải thành thật là sáng ra thì mở điện thoại đầu tiên để check social media này. Sau sau đó thì buổi sáng là một cái buổi thời gian, thực ra buổi sáng mọi người là đi làm. Buổi sáng của em lại là một cái thời gian retreat, tức là dành cho bản thân mình, chiều chuộng bản thân mình rất nhiều. Cái thói quen buổi sáng của em thường nghe nhạc, xong rồi em sẽ xem phim các thứ, rồi đến buổi chiều và buổi tối mới là thời gian em làm việc, vận hành những cái công việc hàng ngày. Và buổi đêm lại là thời gian dành cho sáng tạo. Thường công việc của em, nếu mà mọi người làm việc thấy kiểu em làm như dân nightlife ấy, làm như dân kiểu cocktail bar ấy, là em làm đến tận 3 giờ sáng cơ. Có những cái ý tưởng nó nảy ra lúc đó. Và em nghĩ là công việc đầu tiên chính thức của em ngày xưa là làm startup. Và em nghĩ mình luôn là một người làm startup, tức là ở trong tư tưởng của mình luôn là một người luôn luôn cầu tiến để thay đổi. Thế bây giờ nhá, cái vấn đề là buổi sáng của em là vào tính từ mấy giờ? Buổi sáng của em? Đúng. Nếu các bạn thấy là mình có thể là mình kiểu mình ngủ muộn ấy, 3 giờ sáng mình ngủ, nhưng mà thực tế thì 8 đến 9 giờ em đã dậy rồi. Thế là em, thời gian ngủ trong ngày của em không nhiều đâu. Theo cái phong cách ăn mặc, cái Satorio lúc hồi đầu anh theo dõi thì anh nghĩ là đấy là một cái phong cách ăn mặc, nhưng mà anh nghĩ là đấy là bây giờ đến bây giờ nó là cả một cái lối sống, đúng không? Dạ vâng. Nó là một cái phong cách sống chứ không phải là chỉ là ăn mặc âu phục. Dạ. Đấy là theo như anh tìm hiểu. Thì ở trong những cái mảng đấy, trong cái phong cách sống đấy thì nó có rất là nhiều những cái khác nhau. Ví dụ như là ăn mặc, như kể cả đến những cái thú chơi, dạ, như kiểu xì gà, những các thứ, đồng hồ, đúng không? Ở đây anh có một cái mùi hương liên quan đến thuốc lá rất là hay, anh muốn xin cảm nhận của em. Tại vì dạ, theo như em nói là em cũng sẽ gọi là tương lai trong năm nay cũng phát triển về mảng làm xì gà, đồng hồ. Thì anh muốn xem thử xem là biết đâu cái này lại giúp em. Thực ra nhé, để chia sẻ với các bạn, trước khi mà em đánh giá mùi này, là ngày xưa em là một người rất là thích rượu vang. Nhưng rượu vang có hai thứ rất là quan trọng khi mà thưởng rượu vang, đó chính là mũi và lưỡi. Và hai món đấy của em là điếc sạch luôn, tức là mũi lưỡi của em rất là kém. Nên nếu mà anh không nói trước đây là mùi thuốc lá thì em sẽ không nhận ra. Đó. Thì như em cảm nhận đây là một mùi nó nam tính. Nếu mà mùi trước có vẻ nó sẽ đậm hơn thì mùi này nó sẽ kiểu một người đàn ông nó hoang dã hơn ấy. Mặc dù anh giới thiệu mùi trước là mùi giao thuộc. Chính xác, con này mùi rất hoang dã. Tại dạ, vì nó lên cái nét hơi animalic một tí. Hơi dạ, kiểu động vật một tí, hơi khai khang. Mới đầu ngửi, anh ngửi trên vòi nó sẽ khác hơn. Đấy, thì đúng thật là dùng cái từ hoang dã dành cho con này rất là, thế là khả năng là làm được xì gà đấy. uống rượu bao năm, chơi rượu vang. Chơi rượu vang, em là một người gọi là tìm hiểu nhẹ thôi thì chắc là phải 5-6 năm nay thôi. Thế là nhiều rồi. À, để là em có một quyển 1.000 cái điều mà các bạn cần biết về rượu vang và dạ, em chưa đọc được tập. Anh cũng là một người khá là thích rượu, tại vì nhiều đấy là một cái môi trường giữa ăn mặc, dạ, xì gà, xong rồi rượu. Đấy là những thứ mà anh nghĩ là rất là phù hợp với cái phong cách kiểu cái lối sống Satorio, đúng không? Vâng. Đó. Thực ra bật mí mọi người nhé, tôi sẽ rủ anh Kiên trong thời gian tới ngay gần đây thôi, là sẽ có một vụ liên quan trực tiếp đến rượu. Và tôi sẽ xin phép trình bày với anh sau buổi nói chuyện là anh chưa biết okay đâu. Thực ra mình cũng có một cái ý định là không biết là nó có đúng cái ý định em định quay không. Được. Đó là
trước đây anh đã có một thời gian trải nghiệm khá nhiều những cái cocktail bar ở Hà Nội. Dạ. Đó, thì anh cũng khá là thích rượu nhưng mà không phải là cái thuần rượu vang hay là những cái rượu ấy, mà anh chỉ là kiểu cocktail, tại vì anh có cái xu hướng hơi trẻ. Dạ. So với cái phong cách mà Khánh theo đuổi. Dạ vâng. Bây giờ để cho những người mà có thể chưa biết đến kênh của em. Dạ. Thì ở đây anh có chắc là câu hỏi không chỉ của riêng anh mà cũng của khá là nhiều người. Dạ. Đặc biệt là kênh của anh thì tầm tuổi các bạn trẻ khá là nhiều. Thì nếu như muốn theo đuổi cái phong cách Sapporo đấy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Có cái bước nào kiểu đi từng bước để có thể có một cái gốc hay là kiểu dễ tìm hiểu hơn không? Dạ vâng. Thực ra thì để bắt đầu thì chúng ta bây giờ rất may mắn là ở Việt Nam đã có những cái cộng đồng, ví dụ như Sartorial Guide là một nguồn kiến thức để dành cho mọi người. Hoặc là có thể quảng cáo một tí là những kênh em, đó là bọn em luôn cố gắng diễn giải kiểu Explain Life on Five, tức là diễn giải cho tâm thế một người trẻ con đang nghe. Các bạn chưa biết gì cũng có thể nghe và rất là dễ hiểu. Thì đầu tiên là kiến thức. Thứ hai, thực tế thì em luôn phải dặn các bạn mới chơi nên cân bằng điều này. Tức là một người không chỉ thuần về kiến thức mà phải có những trải nghiệm thực tế. Bản thân em là một người đọc kiến thức rất là nhiều trước đó, nhưng khi mà thực tế ra thực địa, đi mua sắm này hoặc là đi may mặc vẫn có những lỗi sai của riêng mình. Vậy nên các bạn nên trải nghiệm phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hiện tại. Bảo một bạn sinh viên mà ví dụ như bạn sinh viên năm 3 chẳng hạn, may một bộ suit khoảng 7 triệu thì đương nhiên là rất là khó với bạn ấy. Nhưng hãy bắt đầu với những item rất là cơ bản như là giày da này, hay là quần Âu này, hoặc là một cái áo sơ mi thôi. Thì một cái outfit của bạn chỉ khoảng 1 triệu thôi là các bạn đã anh đánh giá rằng là có lẽ là một bộ áo phục nó phải vừa vặn chắc là sẽ là chuẩn nhất cho tất cả cái sự bắt đầu, đúng không? Dạ vâng. Tại vì theo như cái cách ăn mặc của Sartorial là đồ may đo. Dạ. Và đồ may đo thì nó sẽ có cái thiên hướng cá nhân nhiều. Dạ vâng. Phù hợp với cơ thể, không phải ai cũng có thể mặc được. Dạ. Đúng không? Hôm trước anh cũng có xem cái kênh TikTok của em thì anh có thấy rằng là em có giới thiệu một cái gọi là một cái bộ phim nó liên quan đến cái ăn mặc, thì em có thể cho khoảng tầm 2-3 bộ phim mà nếu như bạn nào muốn xem, vừa kiểu xem phim mà cũng vừa học hỏi được một vài cái tên bộ phim rồi. Có một cái phim mà em không nhớ chính xác thì tên nó khá là dài, nhưng mà sẽ về một cái ông thám tử, cái chuyến tàu tốc hành phương Đông ấy, nếu mà tên tiếng Việt của nó, thì sẽ một bộ phim khá là hay về ăn mặc. Thứ hai là một bộ phim có thể là các bạn đã xem rất là nhiều lần rồi nhưng các bạn chưa để ý ăn mặc, đó chính là Titanic, Jack hồi trẻ mặc white tie cực kỳ đẹp. White tie gần như là một bộ trang phục, một cái dress code nó trang trọng nhất trong một sự kiện tiệc tùng, và đó là một cái bộ phim rất là hay. Còn ví dụ một bộ phim thứ ba thì các bạn biết đến rất là nhiều rồi, đó chính là series, nó là sequence về Kingsman, đó tức là phong cách đàn ông cổ điển Anh Quốc. Thì nó truyền cảm hứng rất là nhiều cho những người mới như thế. Nhắc tới Anh Quốc nhá. Dạ. Anh có một phim anh rất hay xem, đó là một series phim Vicky Blythe. Anh rất thích cái kiểu ăn mặc này, nó khá là cổ điển. Dạ vâng. Rất là Anh Quốc mà lại có cái nét hơi kiểu bụi bặm nữa. Dạ. Thì em đánh giá như nào về bộ phim này? Thực ra Vicky Blinders cũng là một nguồn cảm hứng cho anh em, rất là nhiều anh em. Sau khi mà Kingsman ra mắt thì Vicky Blinders nó sẽ khác với Kingsman ở chỗ nào, là cùng hai cái về Anh Quốc, nhưng nó sẽ là một Peaky Blinders sẽ là một băng đảng này, anh một băng đảng mặc đồ, những cái đồ rất là dày dặn như đồ tweed hôm nay em đang mặc, đó là băng tweed đó. Thì các bạn ấy sẽ có một cái đặc trưng trong phim đấy là sơ mi của bo tròn gọi là cục club, và chúng ta rất là dễ nhận ra đó. Thứ hai là những cái mũ newsboy, như ví dụ như hôm nay đá quay hình tí là một bạn quay phim hôm nay đang đồ mặc như thế này sau máy quay, đúng không? Thì cũng là một cái những cái nét cảm hứng rất là đa dạng hơn cho anh em ngoài bộ phim Kingsman thì là thiên về hướng là suit up đóng hộp nhiều hơn ấy. Còn về Peaky Blinders sẽ là dạng là tính ứng dụng cao hơn, tính ứng dụng cao hơn. Ok, và một cái câu hỏi cuối cùng mà anh nghĩ rằng là chắc là sẽ rất là nhiều bạn quan tâm. Dạ. Đó là nếu như đi làm trong môi trường văn phòng thì một vài lỗi sai thường gặp của những anh em, theo em thì đó là những cái lỗi sai gì và nên cải thiện như thế nào? Hay nhỉ. Nếu mà để tổng hợp chi tiết thì nhiều lắm. Bây giờ đi từ dưới đi lên. Dạ vâng. Dạ. Ngày xưa thì em là dân văn phòng rồi. Và điểm đầu tiên chú ý khi mà chúng ta nhìn một người khác chắc chắn là đôi giày. Thì đầu tiên là giày, quần và tất là ba thành phần rất quan trọng cần match với nhau. Chưa nói đến tổng thể trang phục nhé, nhưng giày, tần, quần và tất. Thì có một lỗi sai mà em thấy là khá là nhiều người Việt Nam đang mắc phải, đó là quần đen, giày đen nhưng tất trắng. Thì nó sẽ làm gãy cái tổng thể của trang phục như thế.
có thể mọi người coi đó là một phong cách vì MJ, tức là Michael Jackson, cũng mặc như thế trên sân khấu. Nhưng nên nhớ chúng ta khác với họ, vì họ là những ngôi sao và họ có quyền định hướng được phong cách. Còn nếu mà chúng ta ở một cái môi trường cần có độ formal thì nên chọn một tổng thể phù hợp, như thế là quần đen này, giày đen thì nên tất cũng đen luôn luôn, hoặc là tất tối màu đó. Có điều nào về tất nữa không? Anh tất nhắc có chứ, ui tất nhiều lắm. Riêng nói về một món như thế là rất nhiều. Tất còn điều thứ hai là các bạn nên chọn những đôi tất cao, che được ít nhất là nửa bắp chân. Vì tính liền mạch của trang phục rất là quan trọng khi bạn chọn để sartorial. Thứ ba là những đôi tất cần clear hết, tức là cần sạch, chỉ có sọc dọc hoặc là tất trơn, không có logo. Vì tất logo mọi người sẽ nghĩ ngay đến tất thể thao ấy, mà nó sẽ không không phải đúng với môi trường gọi là công sở đó. Nếu mà đi tiếp lên này thì quần các bạn đừng quá ngắn, đừng quá dài, đây gọi là độ fit của trang phục. Nếu mà quần chúng ta gãy gập quá nhiều thì sẽ trông rất là bị già, còn nếu mà bị ngắn quá thì trở thành quần cộc. Đấy, các bạn trẻ là hay kiểu ngắn quá. Dạ vâng. Xong rồi có thể là hơi mít kiểu chisi bút. Dạ. Đấy, anh nói thật là anh trông nó cứ sai sai thế nào ấy. Kiểu đại quần đã rất ngắn, xong rồi chisi bút thì hở hết cả ra ấy. Dạ. Thế là anh thấy là đây là quan điểm cá nhân của anh thôi, anh đấy là đấy là một cái lỗi mà chắc là nhiều người mắc phải. Dạ vâng. Thì bây giờ mình lên đến phần trên bụng này, thắt lưng này. Lên đến thắt lưng này, nếu mà nói thắt lưng nhá, thì có nhiều quy tắc nó kiểu nó khó ấy, mà các bạn có thể đây là hơi advanced, tức là hơi nâng cao một chút. Khi mà thắt lưng mà các bạn mặc áo gi lê ấy, thì đừng chọn thắt lưng. Vì cùng có tác dụng là che đi phần bụng, thì những cái món đồ cùng tính chất sẽ không được mặc với nhau. Đó. Và thắt lưng các bạn đừng nên chọn những mặt thắt lưng quá to, những mặt như kiểu Hugo Boss hay là LV, những cái đấy sẽ hợp với thời trang hơn là hợp với một cái môi trường thanh lịch đó. Và tiếp theo, nếu mà đi lên trên nữa thì chiếc jacket của chúng ta đi. Chiếc jacket có một cái rất là đơn giản mà em thấy là có thể hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà mong các bạn thứ lỗi, đó là các bạn bình luận viên, các bạn biên tập viên ngồi thì hay cài cúc áo, nhưng mà đúng rule trừ áo DB, tức là áo 2MQ. Thì khi ngồi chúng ta DB thì chúng ta vẫn sẽ giữ hết quy khi ngồi, nhưng mà SB là áo 1MQ này thì ngồi luôn cởi để tránh áp lực cho cúc. Và chúng ta không bao giờ cài cả hai cúc của một cái áo cả, mà chỉ cài cúc trên đó thôi. Đúng rồi. Cái đấy thì anh cũng có đọc qua được. Được. Thì anh muốn hỏi là cái việc lựa chọn giữa những cái bộ mà một cúc và hai cúc. Được. Thì nó có liên quan đến kiểu về cái độ tuổi trong nó, cái nào nó sẽ trẻ hơn, cái nào nó sẽ già hơn. Nếu mà nói về quan điểm đấy thì cũng có đấy anh ạ. Nếu mà chọn một hàng quy thì xu hướng sẽ là trẻ hơn. Vì hai hàng quy đúng chất của nó là một bộ mang tính formal, tức là tính trang trọng rất là cao, phù hợp với môi trường công sở cứng ngắc. Ví dụ như ngân hàng hoặc là luật sư ngày xưa sẽ mặc DB là hai hàng quy. Còn những anh em có thể thấy là dân Ý mặc SB, tức là một hàng quy rất là nhiều vì rất là bay bổng, tự do. Ở đây anh có một cái chai nước hoa khá là cổ điển. Thực ra chai này thì đến bây giờ thì nó đã thay đổi khá là nhiều về hình thức lẫn mùi rồi. Dạ. Của một nhà khá là nổi tiếng. Vâng. Đắk Lăng. Thì anh muốn thử xem. Em thử xem. Tại vì nhá, ở trong này có những cái thành phần ấy, đến bây giờ là nó nghiêm cấm sản xuất này. Dạ. Đấy là một cái khá là hay, và anh nghĩ rằng là nó sẽ có nét cổ điển, và anh nghĩ là rất là xem cái ý kiến của Khánh xem. Ok. Ừ. Chai này à? Chai này em lại cảm nhận thấy ví dụ nó giống mùi hoa ấy, không biết là thế nào, nhưng mà như mũi em đang ngửi thì nó có như mũi em mùi hoa em đấy. À, theo mũi em. Em thấy nó ngọt và nó kiểu mùi hoa và fruity, tức là mùi kiểu hoa và trái cây các thứ. Nó fresh hơn hai mùi trước rất là nhiều. Anh nghĩ là em chỉ làm vậy. Thời trang thôi. Thời trang và rượu thôi. Ok. Một xì gà thôi. Còn nước hoa là để anh. Ok. Ok. Anh hãy giải thích về chai này cho em nghe đi. Ngăn lắm. Chai này có một cái nước hương là cỏ hương bài. Dạ. Đây là một cái loại cỏ mà gọi là trong nước hoa nó được gọi là đại diện cho đàn ông. Dạ. Vì cái loài cỏ hương bài này nó sống ở trong cái môi trường rất là khô cằn. Dạ. Gần như là lúc nào nó cũng có thể vươn lên được mặc dù nó không có nước. Vâng. Đấy, nó rất mang tới một cái sự hăng khô. Vâng. Đúng kiểu những người đàn ông kiểu sương gió. Thì đây là một trong cái nước hoa đấy, và trong này thì có một vài thành phần như kiểu là rêu sồi. Dạ. Đấy, hiện nay thì các hãng người ta không sử dụng nữa tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến thiên nhiên. Dạ. Đó, cái việc mà người ta sử dụng nó ảnh hưởng thiên nhiên, người ta sẽ tạo ra những cái thành phần nhân tạo khác thay thế. Ừ, thay thế thì kiểu như vậy. Nên là chai này thì nó rất là em nhìn này. Dạ. Nó đúng kiểu như ngày xưa ấy. Vâng. Cái chai như kiểu mỹ phẩm của các cụ ngày xưa. Vâng. Đấy, đúng kiểu như vậy. Ok. Và lúc đó chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ?
chúng ta đi đến lỗi sai rồi thì về tổng quan đang có khá là nhiều lỗi sai. Ui, nhưng mà kể ra thì tí tí thứ thôi không phải là follow TikTok của để học hỏi rất là tham gia vào social guys. Yeah, chắc là hôm nay buổi hôm nay đến đây thôi. Dạ vâng. Nếu như các bạn thích thì các bạn ý kiến hoặc comment ở dưới thì chúng ta sẽ mời Khánh lại buổi sau. Dạ. Còn nếu mà muốn gặp Khánh riêng thì mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và rất cảm ơn Khánh hôm nay đã tham gia cùng anh vào cái số podcast này để chia sẻ ít nhiều một phần nào đấy đến một cái phong cách mà cũng đang khá là phát triển ở Việt Nam dành cho cả những người trẻ đến những người trung tuổi. Và Khánh có gì nói với các bạn hay không nhỉ? Thực ra lời đầu tiên thì chắc em phải nói với anh Kiên trước là cảm ơn anh Kiên đã cho em cơ hội để xuất hiện trên podcast lần này để chia sẻ với các bạn về hành trình sartorial của mình. Và thứ hai là gửi đến các bạn là sartorial thì nó sẽ không quá khó như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nó không phải là một phong cách già mà là một phong cách rất là đa dụng trong cuộc sống. Hãy biến nó từ một phong cách ăn mặc trở thành một phong cách vừa vặn của cuộc sống thì các bạn sẽ thấy rất là vui với nó. Và lời cuối thì mình và anh Kiên xin phép chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo. Xin chào, cảm ơn. Xin chào các bạn.